Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin tạng đại của chúng tôi có nội dung như Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung nghi án người phụ nữ 60 tuổi bị sát hại tại nhà riêng để cướp đôi bông tai. Công an tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra vụ việc một người phụ nữ 60 tuổi bị sát hại tại nhà riêng để cướp tài sản. Cụ thể vào chiều ngày hôm nay ngày 4 tháng 11, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã xác nhận trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ án mà phụ nữ đã bị sát hại tại nhà riêng và công an đang vào cuộc để điều tra để làm rõ vụ việc. Cụ thể là nạn nhân được xác định là bà H, khoảng 60 tuổi, ngụ thôn Yên Thôn, xã Định Tiến. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày thì người dân địa phương đến nhà bà H chơi thì phát hiện bà H đã tử vong nằm gục trên giường. Trên người bà H có nhiều vết thương và vết máu. Nhận được tin báo thì công an xã Định Tiến và công an huyện Yên Định đã nhanh chóng vào cuộc phối hợp với công an và phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra. Theo những người chứng kiến tại vụ việc, đôi khuyên tai trên người bà H đã không còn sau khi nạn nhân bị sát hại. Được biết, trước khi xảy ra sự việc, nhà bà H thì chỉ ở có một mình, chồng bà H đã mất, bà có 4 người con nhưng đều có gia đình riêng và đi làm ăn ở xa. Hiện tại vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục để điều tra và làm rõ. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Qua đây mong cơ quan chức năng sớm bắt được cái tên hung thủ này để trừng trị trước pháp luật. Không thể nào mà để cho hắn ta mà tự do tự tại ngoài pháp luật như vậy, giết người cướp của rồi cướp của bà già nữa. Mức án dành cho tên này phải rất nặng mới được. Rồi, cảm ơn các bạn.